Ngày 4 tháng 7 năm 2022, tin từ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục làm việc với 17 người được phát hiện khi đang tụ tập đánh bạc trong một chuồng heo cũ ở địa phương. Theo thông tin từ công an, lúc 12 giờ 30 phút trưa 4 tháng 7 năm 2022, tiếp nhận tin báo của người dân đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Vĩnh Long đã dầm mưa ập vào bắt quả tang 17 người đều là nam giới đang tụ tập đánh bài và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong chuồng heo cũ ở một hộ gia đình trên địa bàn ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan gồm 10 bộ bài Tây, trong đó có hai bộ đã qua sử dụng, hai bộ dụng cụ lắc tài xỉu, bốn hộp xí ngầu, 11 chiếc xe máy và 28,5 triệu đồng tiền mặt nhóm người đã được di lý về trụ sở tiếp tục lấy lời khai làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật